Ok, hello anh chị và các bạn. Hôm nay Steven với ba Steven đi thu hoạch mãng cầu. Thì hôm trước ba Steven có làm một cái video chia sẻ cách thụ phấn hoa cho mãng cầu dai. Mà có nhiều người xem mình họ giống như bán tính bán nghi, họ không có tin là cái thụ phấn nó sẽ work như thế nào. Thì hôm nay tới ngày thu hoạch mãng cầu, mình quay thử cho anh chị và các bạn xem thử cái cách của ba mình làm á, nó hiệu quả như thế nào nha. Để quay sơ trước mình thu hoạch thì mọi người xem thấy mê, tại cái trái này nó nằm ở trên cây phải không, khi mình hái xuống là mấy người nói mình láo xược, mình không có, họ không có tin mình đó. Giống như cái nhánh gì đây, 2, 4, 6, 7 trái, còn cái nhánh nhỏ gì thôi là 7 trái phải không. Cái leo que trái này nè anh chị các bạn xem, mình quay chậm cho xem nè, không từ đây phải không, qua tới đây không, nhánh nhỏ nhỏ vậy nè, trái có thể nói là chùm luôn á. Ngạn qua nó có chín mấy trái đó, nó rơi xuống đất luôn. Trái này chín nè, cái này hái cái này rớt cái bịch á. Ngạn qua nó chín quá, nó rụng nên nó lòi cái chùi ra, thấy không đó. Hái vô ăn thử nó rất là ngọt, này mắng cầu chín cây mà, chín cây nó rụng xuống là con rụng nó ăn nè. Ngày hôm qua có 3 trái 4 trái con liệm ngoài kia nữa. Ừ. Nó còn này nữa ha. Chưa. Trái nào cho lấy bành cho mẹ chưa? Đôi khi mà mình không có làm đó như vậy thì người ta nói chắc lẽ là mình mua ở đâu về, mình mua đâu về đó là ba ổng mà cha quay cái ăn gì à? Vì ổi mà cái chùm cái bịch, người ta nói mình nó láo, mua đồ về gắn lên quay phim chụp hình cho nó đẹp á. Trời ơi, bộ mua cái đó rẻ lắm sao mà mấy vị nói mua gắn lên quay phim. Làm như thế gian này ai cũng rảnh như mấy vị. Là công cán mình làm nó cũng nhọc lắm. Giờ chậm cho coi nè. Đó, chưa? Bự mình kia. Mình kia. Trái bên này chín rồi nè nha. Đâu? Trái thử đi. Trái này chín rồi nè, mềm xèo rồi nè. Cầm luôn. Đó. Cái này kéo thấy chưa, thấy cái cuốn không, kéo cái rẹt là nó gớt ra luôn á. Vậy coi nè. Ừ nè. Thấy chưa, chùm ba trái, chùm ba trái nãy giờ tổ vố nó, thấy chưa. Ồ, chút xíu nữa rớt rồi, xíu rớt cái đó, kéo nhẹ cái đó. Nhìn thấy cái trái đó không, trái bên tay phải, chà tay phải nó để là nó. Ồ, đó là dữ lắm nè, khủng khiếp không. Ồ giờ cái này bành kia lớn rồi, bành kia cái đó nó mềm không, chưa hả. Cái đó mình gửi hai ngày là nó mình sụp luôn á. Nó già hết trơn rồi, nó già hết trơn trọi rồi. Mình chùm này hai trái cắt luôn, nhánh này luôn, nhánh bự luôn đây. Có lá cho nó đẹp. Ăn thì không có bao nhiêu, chơi vui vui thôi. Còn ai muốn xem cách và thụ phấn hoa thì cái video trước một tí nữa mình để dưới cái phần mô tả, thì ai muốn xem gì đó xem. Không mà kết quả mình mới dám phổ biến, chứ còn không kết quả mình không dám phổ biến đâu. Anh xem, ta coi, ta chửi đầu mình ra. Trái đó, chưa? Trái này nè. Trái bì nó nằm cookie của mình đó. Cookie mình đó trong đó đó. Trái đó mà cha kéo nhẹ chừng rớt xuống. Ây da. Thì cẩn thận chưa? Thế à mà. Ây da. Rồi nè, đây nè. Mềm không? Chưa. Ồ. Mềm nhưng mà nó Ồ, này gần chín hả? Dạ, đêm sáng ngày cái đó. Đêm sáng ngày là đây là mềm xèo luôn á. Cái nào còn cứng là để cho lại, cho hy vọng là Wendy xuống kịp cho nó còn dính giá bị chút đỉnh. Cái nào còn năm nào tới mùa này là cái mùa vui mà Wendy xuống không có. Xuống trễ có 2 tuần hả? Năm sau nhớ canh khoảng chừng từng đầu của tháng 8 nha, tới dạ, từng cao nhất là từng thứ hai. Nguyên chùm này là giờ dạ hết trơn nè, nguyên chùm là 5 trái luôn nè, 6 trái hả? Ừ, 6 trái, 2 4 6 trái. Hồi xong chứ đừng có cắt lá nghe, để cho cái nó có cái đây nè, trái này chín rồi nè, chín bói nè, đây chín nè, chín mềm luôn nè, mềm luôn đó. Một chùm như đó chứ không phải là giờ không phải là nói một chùm lum la, chứ không phải là nó lề, không phải nó lề đâu. Công mình nè, mình không quay phim, mình show lên người ta nói mình nó điểu. Hai trái này hơi sớm hả? Sớm một xíu mình không sao nữa. Sao mà cái nào còn sớm, chờ để đợi cho nó hay không, hy vọng là nó còn dứt dắt cái này với nhà mình kia phải không. Có nhiều khi mình không thấy dòm tưởng nó cái nào mà cái da trắng trắng á. Trên này có mấy trái, trên cái này nè,
Ồ, cái này thì quá đã. Cái này với cái đó, cái này. Đó. Ồ, cái này là trắng tươi luôn nè. Trên chín rồi nè, cái cuốn nó trắng tươi luôn rồi nè. Đó, đúng rồi đó. Đó, nó sắp nứt cuốn luôn á. Nứt cuốn rồi nè. Cái này đi. Cái này nè. Cái này chắc cũng gần nữa. Này, nước này. Nước cuốn hả chị? Này nước cuốn này để ngày mai là cứ cái bịch này. Mai rớt ạ. Rớt là con sóc vô rớt. Sóc đây nè, cái trái này rớt rồi nè, rớt còn cái cuốn không nè, thấy không? Ngày hôm qua rớt bao nhiêu trái cái này. Ơi quá trời trái. Năm nay tâm vỏ Florida, tâm vỏ USA không qua đây là. Ờ, có mấy người vô hỏi mua ở đâu, con chỉ lên cho anh Quân đó nha. Tại anh Quân có vườn không? Hy vọng con Quân năm nay thì nó cũng bị yếu hơn mình hả? Yếu hơn, bị lúc đó vợ nó bệnh không có để trái được. Ờ, trái này chín rồi nè, trái này dài. Trái này để lại tạm luôn. Trái này cũng ok luôn nè. Nè nè, khi mua mọi cái trái mà trong này nó có cái da nó trắng trắng nhiều không? Nó tới mà tới lứa rồi đó, đúng luôn á. Cái da đó mà chưa trắng là mua về là vú hoài không chín. Cái này trắng tươi vậy chứ? Trắng tươi trên. Thì trái này cũng gần đi vậy nè. Ây da, một cuốn đó. Trái này nè, nó rụng hơn trái ngày qua đó con hái đó. Bỏ đi nè. Lên đây bút lên được. Cẩn thận cái chừng ra ngã té. Đó đó, đó cho đó. Mình không quay phim chính xác người ta coi, người ta nói mình là điểu con chỉ bị bạ không đúng không? Chỉ có người ta nghi ngờ, người ta chưa có thử lần nào, tôi chưa có không tin mình. Đây nè. Ồ dữ ạ. Đó, nguyên chồng ba trái kiền luôn á. Cái măng cầu mình chờ được tới đây nó cũng lâu mà. Con sóc nó lại nó dứt của mình đâu á. Ồ mẹ. Chùm chùm luôn. Nhìn thấy sướng mắt luôn. Này để cái nào chưa tới để. Hy vọng là cuối ra. Dạ. Cái còn nhỏ. Cái đó còn nhỏ. Cái này còn nhỏ chưa. Đây. Đây. Cái này à? Nghe nó ăn cái gì à? Cái trái ngoài chưa? Trời ơi nó ăn khoái, nó chôm hai trái bệnh á. Dú hoài không chín hả? Tao tưởng luôn non nhưng mà nó về nó dú chín nó ăn trước rồi. Ăn rồi hả? Ừ. Ô vậy mà dú chín hay vậy? Ừ. Tao đem này qua tao hỏi hai trái kia dục rồi hả? Nó đâu có ăn rồi, chín rồi. Tưởng trái kia còn non á. Đó. Vậy đi. Vậy đi. Cái gì xem nè. Chưa, chỗ này không không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trái. Chưa, 12 trái, một cái nhánh nhỏ nhỏ vậy thôi, 12 trái nè, thấy chưa, khủng khiếp không? Đó, thấy chưa. Nó cái nhánh nhỏ xíu, người lủng lẳng như này thôi, cũng có 1 trái nữa chưa, nó thấy chưa. Đó, nguyên chùm nè. Ồ, mẹ. Nó có ai thấy mà có tin nè. Nhìn nguyên chùm vậy không? Nguyên chùm vậy. Nhìn thấy sướng mắt luôn á. Chứ này nè. Thấy chỗ cái camera quay lên nè. Ồ, đó. Cái đó đó. Chưa? Quay chùm luôn. Dạ, bà con thấy sướng không? Đó. Sống ở Florida cái niềm vui chứ có nhiều thôi á. Chơi mình nói cũng như là trồng na chùm. Na chùm. Chùm. Không còn trái đâu mà chùm. Không có trồng cái trái thì cái chùm. Ồ, trái đó cái bên đó, đó trái bự á. Đó. Đó. Trái nào còn xanh này cho nó cơ hội nằm đó đi cho quán đi nó qua nó còn vớt giác được thưởng gió đến cuối. Cho nó có cảm giác nó hái không? Tuy nhiên mình gửi về nó ăn cũng vậy thôi, còn cái cảm giác mình hái trên cây xuống nó khác hơn là mình có sẵn không? Giống như ra tiệm mình mua nó khác hơn là vô trong vườn, cái cảm giác nó khác hơn. Chơi luôn cái nhánh này đi. Thú vị là mình tự hái nó mới ngon.
Chứ mua thì ai mua không được. Đưa cho nó rồi tụi anh nó gửi trong vòng ngày mai à, để ngày trước ngày sau rồi thú bắt á. Ừ, thú bắt ạ. Này gửi liền á. Nội ngày mai là phải cho đi á. Không cho đi là nó rồi xong giãn tù. Rồi xong cái trái nó trắng quá người ta mình để lại nó bị. Nè. À, trên kia cũng còn nhỏ không sao đâu. Nhỏ. Nhỏ. Cái này. Ui, điện đạp á. Nhiều quá. Rồi cho nè chưa. Bây giờ nha, phải gì cho thấy nhánh này không? Nhánh này là ngang quay hay trái hay ngang nha. 1 2 3. Nguyên một chùm luôn á chứ. Nè. Ham với mình. Bởi vì trồng cái giống này ai mà mua được cái này về trồng á là nó cũng như là may mắn được cái cơ hội đúng không? Mà... biết ai xưa cái đi lính cảm giác không? Cái trái này nhìn ở dưới nhìn lên nó giống như trái lựu đạn vậy. Thấy chưa? Cho nó có cái nhíp nữa, ai cũng có cái nhíp. Thì giống như đạn của Mỹ á. Hay thịt luôn á. Con cái này nó tròn tròn, cái kia nó hơi dài dài đó. Thử chơi nè, nhiều quá không biết cắt cái nào luôn. Đó. Cắt là nguyên nhánh bự vậy nè. Dạ. Dạ, nó chơi là chơi nguyên nhánh bự vậy nè. Thấy đã không? Mê. Đó. Mình tí mình vô mình tỉa lại. Ừ, mình tỉa lại mình làm lại cho nó gọn ghẻ là mình khác. Thấy nhiều quá mà nằm trên cao nữa. Ở chơi những cái chùm này không? Nè, ngày qua nó có cái trái này nè, mà cái đầu Steven ra hái vô ăn là nó rút cái cùi ra đó, nó chín rồi, nó chín cây á. Mà mới lúi cùi cái này rồi, nghĩa mình hái ngày qua mình nó chín cây nó rụng nữa. Tự động nó rụng nữa chứ không? Đợi đợi nương nương cho nhỏ em nó xuống mà giờ nó bút cái vé cái cuối tháng nó mới xuống rồi đâu cái bị lỡ mùa. Cho nó ăn đặt trễ bển đi, chắc nó xuống cái bển chắc kịp chắc chú con xuống bên nhà bên kia à? Bên kia là kịp nó đó. Bên kia mình để bên kia mình đừng có đụng bên kia đi. Rồi rồi. Chính hả? Ừ, cũng gần còn cứng. Mới đụng vô nó rủng rồi. Trái mình nó cùi vô đó dưới chín đó. Mới đụng vô cái lẳng ngang luôn rồi. Nè có trái này gì trái đó đó. Ở trên đó có con trái này. Nó nhỏ nhỏ mà trái trên nó bự ra. Nó cũng xốp xốp, không sao mà có cây sắt mà. Hồi đó mình để trái thì leo lên đây mệt. Tới giờ lên cắt thì nó không mệt. Hồi xưa là phải gắn từ bông hả? Ừ, leo lên, nhánh một xíu ba trái trình dền luôn. Để chờ bên đi. À. Cái nào chờ được thì chờ đi, cái đó đây, cắt đủ cho nó có cảm giác nó hái chứ. Qua cái kia thì ở đây còn này. Ăn thì ship vài ngày tới thì con cái cảm giác mình tự hái nó khác luôn. Nhà chồng có mấy cây à? Bên góc này như có 4 cây à. Hồi xưa nhà kia bên 4 cây nè, mà 4 cây kia nhà bên kia giờ listing giờ có thấy bứng đi chỗ khác. Bứng qua nhà mới. Giờ nó có trái rồi. Mà nó không bằng mấy cây này thôi. Là nó mất sức. Ủa? Đường không. Lên đường không? Lên máu. Dở lá lên cái ù nguyên chùm luôn. Chùm mà, chùm. Cái gì xem nè, chưa hái này nha. Đó. Nhìn giống lựu đạn không? Chưa, bên kia nè. Thôi vậy chắc là trời ơi, chùm luôn. Chùm luôn hết nha. Cái nào để lại được nha, để nha. Mấy này để lại đi. Chưa tới hả? Chưa có rớt rụng đá nào thì chưa đâu. Mà trái nào trắng á, cái nào có vỏ trắng thì trắng rồi, giờ thì vớt được. Cái này nhìn thấy xuống rồi.
Dạ, thấy chưa? Kéo lá nè, thấy chưa? Thấy chùm chùm không? Để này lại coi, dài dạ, ngày nó phải rụng. Cái kia là nó quá trời nhiều rồi. Hôm qua nó nhiều quá, nó chín. Ăn xiết. Ủa còn đây hai trái hàng hiếm mà còn bị sót nữa chứ. Hai cái ba cây. Cây có một cây này là hái một phần thôi. Thì nó chưa có chín hùng. Cây mật gấu cắt đỏ. Không ăn cái này để gì. Nãy quay nó có cái tắc nè. Đang quay cái nó tắc nãy chừng á. Nãy chừng nó về nhà mà khi mở xuống cái đầu cái phim nó mất khúc cái chân. Nè. Nói chứ bà con nào mà có xem phim này có hỏi mua ở đây không có mua không có bán nha. Chỉ quay cho xem chơi vui thôi. Vì cũng phải trả nợ cho bà con. Này gửi đi nơi xa hết rồi. Đem vô rổ mà còn nhiều nè. Ok anh chị và các bạn quay phim gì sơ cho quý vị cho xem chơi vui thôi nha. Cái gì hẹn gặp lại mà anh chị nào mà có trồng mãng cầu muốn cho có trái nhiều vậy thì nhớ xem cái video của bố già chỉ cách bí quyết mà để thụ phấn hoa. Thì xem video để năm tới mình có trái cây nhiều ăn. Mới hái con chút đỉnh thôi được nhiêu nè. Như hai cây với một cây kia hái được ít thôi chứ không hái nhiều không. Nhưng mà cũng gần hơn 3 rổ á. Không. Hơn. Nãy vô rổ rồi mà vô bây giờ 2 rổ nữa mà còn dưng nay chắc 4 rổ rồi. 4 rổ. 4 rổ rồi nè. Hồi xưa bên kia có nhà bên kia có trồng thêm mấy cây nữa mà mấy cây bên kia bứng đi bên nhà mới hết trơn rồi. Nhà bên này chỉ còn có 4 cây thôi. Tại vì tụi XOA nó cũng làm khó khi list nhà bán nó trồng cái cây này mấy cây ăn trái nó không chịu. Cái này ăn vô một cái là no luôn. Một cái một à là no no nê luôn. Ồ có trái chín kìa. Ừ cho đó cho cha cầm lên nó nứt rồi. Ồ nứt cái đó màu lắm á.